Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay vườn mình vừa bổ sung thêm một loại vài loại giống mới nha các bạn. Đấy, đây là một số giống mới mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem trong video lần này nhé. Đấy, đầu tiên là mình có thanh sơn pa nha các bạn, hay gọi là thanh sơn đột biến đấy. Cây thanh sơn bình thường thì sẽ màu xanh nhưng mà cây này nó đột biến ra thêm màu vàng. Đấy, vườn mình giờ về hiện đang là rất nhiều loại này luôn nha. Đấy, một bụi như thế này thì đang có giá là 35.000 một bụi, và khi mua 3 bụi thì sẽ là 90.000 nha các bạn. Đấy, cây này thì nó còn lên được màu đỏ nữa nha các bạn. Đấy, cái này là nó chưa lên màu á, khi nó lên màu là nó sẽ còn lên màu đỏ nữa. Đấy, mình đang về rất là nhiều. Đấy, các bạn nhìn là giống như trái ổ qua vậy á, nhìn như trang trái ổ qua luôn. Đấy, tiếp theo là một loại sen đá. Cây này thì mình không biết tên luôn. Đó, thấy đẹp thì mình đặt về thôi. Đó, cây này hiện có giá là 90.000 luôn nha các bạn. Đấy, 90.000 một cây. Cây này không biết là khi phục hồi lại nó sẽ đẹp như thế nào. Đấy, giờ nhìn bình thường rồi nó cũng đã rất có triển vọng rồi. Đấy, đợi phục hồi nữa thì có thể nó sẽ lên màu rất là đẹp. Đấy, như cây này thì mình đã tỉa rễ sẵn rồi nè. Đó, như này thì mình chỉ cần về và đợi thêm vài ngày nữa là mình sẽ trồng. Đấy, đấy, còn một số cây như ở đây là chưa tỉa nè. Đấy, những cây này là mình chưa tỉa. Đấy, những cây rễ dài như thế này. Đấy, về thì mình sẽ tỉa lại. Thường thì mình sẽ tỉa sẵn luôn khi ship cây cho các bạn. Đấy, cây này có thể mình sẽ làm riêng một video để trồng lại cây này và quay lại quá trình phục hồi cho các bạn xem nha. Đấy, tiếp theo là mình có bướm va nha các bạn. Đấy, sen đá cánh bướm. Loại này thì mình cũng về đợt trước rồi nhưng mà mình chưa quay cho các bạn xem. Nên là lần này mình gom mình quay chung luôn. Cả cây dưới đây là cúc tím nè. Cây cúc tím mình cũng về lâu rồi. Đấy, nhưng mà mình chưa quay. Đấy, cúc tím thì mình có một video phục hồi lại nhìn rất là đẹp luôn. Mình sẽ để cái cây cúc tím mà đã phục hồi lại ở phía cuối video cho các bạn xem nha. Các bạn có thể tham khảo. Đấy, khi phục hồi lại thì cúc tím sẽ rất là đẹp. Đấy, một bụi này rất là bự luôn nha các bạn. Đấy, rất là nhiều đầu luôn. Chắc cũng cỡ 8 tới 10 đầu các bạn. Tính ra thì bụi như thế này là 165.000 nha các bạn. Đấy, thì nó chỉ khoảng chưa tới 20.000 một đầu nữa. Là như giá như sen đá bình thường luôn á, rất là rẻ. Đấy, còn đây là bướm va này. Đấy, một cây rất là bự luôn nha các bạn. Bự lắm luôn á. Hiện thì cây bướm va này thì bên mình bán là 120 nha các bạn. Đấy, khi ship cây thì thường mình sẽ bỏ hết đất đi và chỉ ship cây thôi, để cho nó nhẹ và phí ship nó sẽ đỡ cho các bạn. Và các bạn về cũng không phải tỉa rễ nữa, chỉ việc trồng thôi. Đấy, bướm va rất là đẹp luôn, rất là bự. Đó, rồi mình chắc mình cũng sẽ làm thêm một video tổng hợp lại tất cả những cây mà xịt mà bên vườn mình đã nhập cho các bạn xem để các bạn dễ dàng biết hơn. Chứ lâu lâu cứ một lô vài cây rồi một lô 3-4 cây như thế này giới thiệu hoài. Thế mình sẽ làm một video tổng hợp lại những cây mà xịt đang hiện có tại vườn của mình cho các bạn xem nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Xin chào các bạn. Nếu các bạn có ý kiến gì thì hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Phía bên đây là cây cúc tím nha các bạn. Đấy, đối với cây cúc tím này các bạn có thể thấy phần lá non ở đỉnh nè. Đây là phần lá mở ra nha các bạn. Đấy, phần lá mở ra thì phấn nó sẽ rất là đều.
Còn phần lá mà cũ thì nó sẽ bị lem phấn ở đây nè. Đó, các bạn thấy là những lá này là phấn nó bị lem, còn phần lá ở đỉnh ngọn thì phấn nó không bị lem. Đó, cũng là lên màu tím rồi nha các bạn.